Ok, bye bà. Bữa nay mình có hai khán giả dự thính là Công Béo và Bé Bà. Không có đóng nhưng mà mình có thể cho ý kiến ha. Rồi, vậy thì mình bắt đầu nha quý vị. Tình huống đầu tiên nè. Nghe tình huống đầu tiên nè. Trước khi vô tình huống đầu tiên, tôi cần hai người xung phong. Hồi tuần trước là chỉ cần một người xung phong thôi, tuần này cần hai người xung phong. Rồi xung phong làm cái gì thì tôi mới báo sao. Ai xung phong không? Rồi, Dung với lại Minh. Ok. Hai bạn lúc nào cũng là nhanh nhẩu và tự lực nhất luôn. Quý vị khác nhớ nhanh nhanh lên nhau chứ, hai đứa này mà nó diễn hoài là nó thiện xảo lên á. Còn quý vị là đơ quyết riết riết luôn á. Không. Vậy thì cái tình huống bây giờ là ha. Rồi, bây giờ mình cũng đưa ra ba cái đặc điểm của mình và Dung cũng đưa ra ba đặc điểm của Dung. Các bạn nhắn ba cái đặc điểm đó lên cái ô chat đi để mọi người nhớ luôn. Nãy giờ quá chừng chuyện đã xảy ra rồi đó chưa, và có người đã tình nguyện để đóng vai rồi, cho nên là chỉ đi lấy nước một 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 chút xíu thôi là còn mất cái casting rồi đó. Bộ ba đặc điểm của Mỹ Dung ha. Trong tình huống thứ hai, tình huống thứ hai khá là hợp với con nó kia. Cảm xúc. Ok, để bằng mình xíu ha. Con nó hay quýnh lộn với nhau thì con liệt kê những cái đặc điểm đó nó cũng phải quýnh lộn với nhau chứ. Chứ sao mà nó khác được ha? Rồi. Hai bạn diễn viên chính sẵn sàng chưa? Các quý vị có tham gia cũng đã nhìn thấy ba cái tiêu chí, ba cái đặc điểm của bên Minh và ba đặc điểm của bên Dung ha. Tình huống của mình đặt ra là nương theo các cái tiêu chí của Dung để làm Dung. Cố gắng trung thành với những cái tiêu chí đó. Dung thì nương theo những cái đặc điểm của mình để làm mình. Hồi tuần trước Dung nó có kinh nghiệm rồi. Tuần này hy vọng sẽ là một cái phiên bản mình không có Dung lắm. Và cái tình huống cho quý vị xử lý là ơi mà hai đứa nhớ nhặt vai của mình nhau. Bây giờ là mình đổi rồi đó, không? Rồi, cái tình huống của hai đứa cần phải xử lý là trong thực tế, bạn Minh đang nỗ lực để tương tác với em gái bạn mình.
Và bạn Minh muốn nói, muốn tương tác và muốn cải thiện những cái suy nghĩ tiêu cực của em gái bạn mình. Vậy thì bây giờ trong cái cuộc đối thoại ứng tác của Minh và Dung phiên bản mới thì quý vị sẽ chia sẻ với nhau cái điều gì? Và cái cuộc trao đổi này nó liên quan đến cái đối tượng mà quý vị muốn muốn làm giáo dục, muốn trị liệu cho người ta đó. Thì quý vị sẽ trao đổi, quý vị sẽ có những cái gọi là có những cái cách để mà đưa các cái lời khuyên và đưa các cái hướng tương tác như thế nào. Hiểu tình huống không? Hiểu mình phải làm cái gì không? Là con phải khuyên con phải đề xuất hướng giải quyết cho con. Mà con bây giờ là Dung á. Ủa rồi con thì sao cô? Có nghĩa là hai người sẽ tìm ra cái hướng giải quyết ạ? Rồi, Dung bây giờ là Minh, hiểu không? Và Minh có một đứa em gái. Và Minh muốn có những cái sự tác động cho cái đứa em gái đó của mình. Được không? Đó. Minh thiệt bây giờ là Dung. Và Dung đang nói chuyện với Minh phiên bản mới. Vậy thì với các cái đặc điểm của Dung đó là ngang nè, là vừa lý lẽ mà vừa cảm xúc nè, và là một cái người con gái nữa. Mình đừng có quên cái giới tính của Dung bây giờ nha Minh. Rồi Dung bây giờ là Minh, hài hước, thích gãi đầu hay nhíu mày, tương đối là về mặt hình thức như vậy đó. Với một cái cô em gái, với một cái cô em gái như như thế, thì sẽ hướng dẫn điều gì, sẽ có cái lời khuyên như thế nào? Xin lỗi quý vị là qua cái tuần này thì mình nâng cấp cái tình huống lên chút xíu ha, cái nó hơi sáng não một chút đó. Quý vị kịp không? Ok ha. Thì cũng giống như cái hồi tuần đầu của mình thôi, quý vị hoàn toàn có thể chọn lựa là quý vị nhập vai vô và có những cái tình huống quý vị bước ra khỏi những cái cách ứng xử tương tác mà quý vị cho là thực tế cái người đó họ phải làm như thế, cần làm như thế. Hơi sáng tỏ thấy. Dung được không Dung? Từ nãy giờ thấm không? Biết là cần phải làm gì không? Dạ chắc cũng biết. Mời các quý vị còn lại quý vị theo dõi cái cuộc ứng tác này ha. Tôi cũng hy vọng là quý vị hiểu cái tình huống của mình á. Rồi. Vậy thì cô cũng canh cái thời gian ha. Đâu đó khoảng 5-7 phút. Rồi cô sẽ tạm ngắt để mà mình thảo luận thêm. Rồi. Vậy thì cái tình huống ứng tác đầu tiên cho cái nhân vật Minh, nhân vật Dung và liên quan đến cô em gái của nhân vật Minh. Mời, bắt đầu. Hello Dung, ở lộn hello Minh, tự nhiên tự chào mình nha. Alo. Lô mình cũng Chào mình thôi. đấy. Ok, mình sẽ nhớ được không? Chờ lâu nào.
cái buổi lượng giá tuần trước ấy, Dung nghe Minh có kể về cái chuyện mà Minh muốn tương tác với em gái của mình phải không? Thành được chưa? Thì ra thì cái này cũng chuyện gia đình nên cũng không có tiện nói. Tuy nhiên thì chắc là Dung cũng có nghe mình chia sẻ rồi, mình có gặp vấn đề với em gái trong cái việc mà dạy nó làm sao cho nó hiểu, cho nó học đó. Cái này gì cơ? Về cái việc mà giao tiếp giữa giữa mình với em gái mình, với cả cái việc mà nó học như thế nào để mà đừng có đi vào cái lối mòn của mình, thì đó như là đã nghe ở hôm lượng giá rồi đó. Thì sẵn đây cũng hỏi luôn là có Dương có cái góp ý gì không cho cải thiện cái điều đó. Thì lo học đi rồi cải thiện, chứ mình không học sao mình cải thiện được. Mà Thì cái nói mòn của mình đang nói là cái gì? có nghĩa là cái lối học mà nó không hiểu, nó học trong trường thôi, ta dạy sao học vậy, không có phân biệt là kinh ta dạy đúng hay dạy sai. Mà giờ mình phân biệt được chưa? Ít nhất thì tôi cũng biết cái nào đúng cái nào sai người ta dạy trong trường. Nghe hả? Thì mình cứ mình mà nhưng mà đó giờ mình có nói chuyện với em của mình không? Có chứ, cũng có nói chuyện, cũng cố gắng lắm. Tuy nhiên Không thì giỏi không? không, nó không giỏi, thậm chí là Có nha. nó học còn không giỏi nữa mà. Ví dụ nó học giỏi đi thì cũng còn đỡ hay cái kia, nhưng mà nó đã học không giỏi rồi mà nó còn không có biết cái gì giỏi hơn, gì tốt hơn để học nữa. Mà mình biết chưa? Mình biết chứ, nhưng mà mình không có cách nào để chia sẻ cho nó nè. Ý là mình biết rồi đúng không? Đúng, À, nhưng mà mình chưa biết bắt đầu từ đâu đúng không? mình không biết chia sẻ cho nó bằng cách nào, tại vì mình biết thì mình biết trong đầu mình thôi, mình nói ra nó cũng có hiểu. Nói thử chưa? Nó gọi Nó tôi gọi rồi nhắc, nó nói không hiểu hả? nó nói là thôi đừng nói nữa, anh im đi. Nói gì luôn? Ừ. Mình mà là dùng mình ký đầu nữa rồi đó. Ở lộn, dùng mình là mình chứ lộn, mình dùng mình là mình là dùng ký đầu nữa rồi đó. Sao được, cũng em mình mà. Ừ, cũng em mình ha, cũng tình cảm phết. Nhưng mà Dung có mình có nghĩ tại sao mà cái đứa em đó nó lại nói vậy không? Mình muốn giúp nó mà. Có cũng có suy nghĩ về cái vấn đề này. Thấy cái vấn đề là ở chính mình luôn. Có thể là do mình cái cách truyền tải của mình nó không có phù hợp với em mình. Chẳng hạn như như em mình là một cái người mà nó quá là cảm xúc, thiên về cảm xúc đi, mà nếu mình đưa cái lý lẽ mà mình nói mình không có gọi là không có chú ý tới cái cảm xúc của nó, mình nó cũng là con gái nữa thì có lẽ có. Thì ở đây thì mới sẵn là Dung là con gái nè, cho nên mới hỏi là con gái với nhau á thì cái cách thức trao đổi nó có khác gì với người anh trai nói chuyện với người em gái không. Thì nói chung thì mình nghĩ là ở Dung nghĩ thì nó cũng cũng không khác đâu, cũng không khác đâu. Thì mình Dung nghĩ thì con gái hay là con trai nói chuyện thì quan trọng là mình muốn cái gì chứ, trong cái cuộc đối thoại đó và mình có mục tiêu của mình với cái người đó là cái gì chứ. Còn cái chuyện mà ví dụ như nó cảm xúc báo mà không lẽ mình bỏ cho nó ngu luôn Đâu, cái đó là về cái mục à? đích. Đang muốn tìm cái cách thức kìa.
tới cách hả? Thì mình thì nếu mà Dung á là Dung mở tin nhắn lên, Dung nhắn thẳng đó luôn, nói bây giờ mày mày mà không nghe tao thì mày ngu, mày chịu không, mày sẽ rớt đại học. Nếu mà là em của Minh á thì nó sẽ quất cho là kệ tôi, anh đừng lo. Bởi đó thì khó nói, mới muốn tìm, bởi vì Minh mới muốn tìm một cái người gái kiểu có cái cách thức giao tiếp với nó làm sao cho nó phù hợp hơn, chứ không phải là cái cách mà nó chọi chọi cứng cứng vậy, kiểu cách nó cảm xúc hơn á. Mà Minh có thấy dùng cảm xúc không? Có cảm xúc. Rồi ký đầu em gái người ta là cảm xúc rồi. Cảm xúc không phải. Để gán dùng gán tìm cách coi. Tại Dung cũng cũng dây chưa gặp tình trạng này bây giờ. Để nhưng mà Dung thấy có chuẩn bị có cái khóa trải nghiệm làm giáo dục á. Mình đăng ký chưa? Rồi chứ, thấy là đăng ký liền. Đăng ký gì đúng không hả? Ừ. Ừ, thì tôi cũng đăng ký mà. Có nghĩa là Dung cũng đang đi tìm một cái cách để truyền đạt cho người khác không? Đúng rồi. Chỉ là trong cái trường hợp này là Dung có cho, không có cho mình được cái lời khuyên nào nó mang tính cảm xúc hơn chứ hả? Là thấu cái não nữa hả? Ngoài cái gì rồi nói thẳng với nó làm gì? Mà Minh có thấy Minh cảm xúc được không? Có chứ, con người ai không có cảm xúc. Mà thấy có thiệt là nuông được theo cái cảm xúc của cái đứa em mình không? Chịu đựng nổi không? Nếu như cái mục đích là để em mình nó tốt lên thì cái việc chịu đựng cảm xúc một tí nó ok. Nó không có vấn đề gì. Mình có đồng ý, Dung có đồng ý điều đó không? Đây là Dung nghĩ là không nên để cảm xúc vô. Tại Dung cũng là một người khá cảm xúc cho nên Dung đồng ý điểm này. Thì sự thì với những người mà dư lý như Minh với Dung á, mà với lại đặc biệt là cái người này, người em của mình nữa, thì khi mà mình nói chuyện với nó là mình rất khó bỏ đi được cái vai vế của mình. Rồi mình thấy mình là anh mà mình chỉ nó cái này là cái điều người ta học được. Tao thấy nó hay. Tao thấy mày ở trong môi trường này mày không hay. Thì kiểu nếu mà là Dung thì Dung sẽ thấy như vậy, và Dung nghĩ là người dư lý như hai mình thì khó mà bỏ đi được cái suy nghĩ mà cái kiểu logic như vậy á. Cho nên là Dung nghĩ là thực sự Dung có cách mà cảm giác cái cách đó nó đâu, nó nghe thử đi. Anh thử ha. Ừ, nó nghe thử đi. Thì mình sẽ phải đi chơi với nó nhiều. Mới đi chơi nó nhiều lên, mình phải tiếp xúc với nó, tại vì bấy lâu nay, nhưng mà Minh có phải là Minh rất ít tiếp xúc với em của mình không? Đúng. À, vậy thì cái mối liên kết giữa Minh với lại em của mình nó không khác gì một cái mối liên kết giữa em của Minh với lại một cái đứa nào đó lớp 12 trong trường chứ. Mà chưa kể mình già hơn nó nữa, già hơn đứa lớp 12 đó nữa. 5 năm rồi, chứ phải trẻ đâu. Khoảng thời gian qua mình đâu có tương tác gì với em của mình đâu, thì em của mình sẽ thấy khi mà tự nhiên cái lâu lâu ông nội này về ông dạy đời mình nữa, đi đã xong ông về ông dạy đời mình thì sẽ thấy khó chịu chứ. Thì mình Dung nghĩ là mình nên bắt đầu từ những cái nó đơn giản thôi, ví dụ mình tìm hiểu sở thích của nó, mình tìm hiểu là cái dòng bạn của nó như thế nào, mà nó có gặp những cái vấn đề nào trong cuộc sống. Và khi mà mình giải được những cái chuyện đó rồi, mình bỏ vô là nó cái bực chính luôn. Dung nói cũng có lý, Minh cũng có từng suy nghĩ tới cái chuyện này, nhưng mà Minh là mà làm chưa, từ từ để Minh nói này cho nghe. Có nghĩa là Minh thấy là nếu mà mình bỏ cái thời gian vô cái chuyện mà mình đi sốc đi chị em nó quá thì cái thời gian học của mình nó lại bị lấn sang. Trời, Dung thấy Minh rảnh quá trời mà. Đâu Dung đâu nào, Dung thấy Minh rảnh quá trời luôn. Trời, đi dự tính tùm lum luôn nè. Hồi nào
Trời ơi, trời ơi, Dung, Dung, mình đi vô lớp tâm lý học hàng năm của Dung dự tính đó nè. Thì mình cũng đi học mà. Mà dự tính đó, dự tính thôi mà, mình chiết khoảng chút xíu thôi. Với lại Dung có nghe mình chia sẻ là mình đâu có lo chuyện học trên trường đâu. Nhưng mà mình thì biết là trên trường nó không đúng rồi cho nên mới đi học những cái khác mới biết về dạy cho em. Chẳng hạn như đi học khóa trải nghiệm giáo dục học nè. Thì cái gì mà mình nhín cái thời gian ra vậy á thì nó cũng một phần là ảnh hưởng tới mình. Cho nên cái đó đáng để cân nhắc. Cảm ơn. Để cho cái đó nha. Ok ok, cảm ơn hai diễn viên. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình thấy được ba cái giai đoạn mà hai cái diễn viên này bắt đầu nhập vai ha quý vị ha. Ban đầu là tao thấy nó lộn xoàn ngầu tùm lum ha. Rồi sau đó mới bắt đầu mới sực nhớ ra một số những cái đặc điểm rồi sau đó bắt đầu đi sâu vô các cái phương án và bắt đầu sâu hơn nữa là tự vấn, chất vấn mình ha. Rồi. Trước khi mà tôi có một vài cái ý kiến, rồi trước khi mà hai cái bạn diễn chính tự nhìn lại cái phần ứng tác của mình thì quý vị trong rừng, quý vị có ý kiến gì đó, quý vị cứ chia sẻ trước ha. Xin mời quý vị. Mở mic lên được để nói thì cũng ổn áp quý vị ha. Mời quý vị. Thầy Dũng làm khó quá. Vậy thì hai cái bạn mà sinh dự thính đó đó, sinh dự đó đó, cái mình chia nhau ra đi, người chát lên rồi người mở cái micro lên nói đó. Mời quý vị cho ý kiến. Tôi thì tôi thấy khá là thú vị. Ở cái chỗ là Dung nó rút kinh nghiệm được nhiều lắm. Từ cái lần nhập vai đầu tiên vào bạn Minh hồi 2 tuần trước. Tuần này có cái sự tái nghị hơn. Có cái sự điềm đạm và nền nã hơn. Và thậm chí là tôi cũng cảm thấy hơi bất ngờ và nó vui vui là quý vị thiệt sự có để ý những cái phần lượng giá của đối phương. Thiệt sự là quý vị có để ý và quý vị có liên kết được. Tại vì một trong những cái ý nghĩa của tài năng là có cái chuyện đồng hành đó quý vị. Mình không có cái cặp đồng hành riêng của mình thì ít ra là mình cũng có cái sự lắng nghe và quan sát trong những cái dịp mà người ta luyện giá như thế. Tôi màu màu rồi đó, quý vị nào có ý kiến thì cho biết ha. Còn không mấy là tôi mời ạ. Mình xem mà mình cũng phải đóng góp chứ. Mời Ký Thanh Chương. Ký Thanh Chương thấy gì sao? Ký Thanh Chương. Tôi chào xin chào. Con thì con thấy hơi rối tí từ phút đầu. Tại vì ở đây là thứ nhất là không, con nghĩ là không phải chỉ riêng những diễn viên không đầu mà kể cả người nghe nữa. Là thứ nhất là phải để ý coi đặc điểm của mỗi người đang trong cái vai nào, đang có những cái điều gì. Cái thứ hai là cái người đang nói đó là đang thể hiện một cái nội dung gì trong đó nữa. Và cái thứ ba là phải giả sử tất cả mọi thứ nó ngược lại đó, thì nó có quá nhiều cái sự khác với cái thực tế bình thường như vậy thì con cảm thấy là con khá là gặp khó khăn trong việc mà hiểu trong cái giai đoạn đầu. Tuy nhiên trong cái giai đoạn sau thì từ từ mình nghe mình quen được hơn ấy, mình kiểu người này giọng này cất lên cái mình phải đổi hình ảnh liền á, cái mình làm rồi mình quen rồi. cái uh,
cái từ từ thì con mới thấy được là à, giống như là bản thân con nghĩ là bản thân những cái bạn diễn viên ngày hôm nay á, thì cũng cũng biết được là mình đang đi tới giải quyết cái vấn đề là phiên người em mình kiểu này kiểu kia cần phải học cái đúng học cái tốt đó, thì khi đã vô được cái nét rồi thì cái ý nó mới được bật lên đó. Thì sau đó thì con thấy bắt đầu sẽ có những cái chỗ mà chuyển những cái nội dung nè đi vào nội dung sâu hơn về cái việc mà thấu hiểu hơn cái người em của mình bằng những cái cách nào, rồi làm sao để làm được những điều đó nữa, rồi cái cách người này cách người kia đối chiếu nhau sao. Thì tuy nhiên cuối cùng thì nó vẫn chưa có được một cái cách tối ưu nhất và nó phù hợp nhất, nhưng mà dù sao thì con thấy nó cũng đỡ hơn so với những cái vở mà mình diễn hoặc tình dài. Nó có đi đến được một cái gì đó không phải là quá 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 tuyệt, nhưng mà nó có nhất định được. Dạ. Ok, cảm ơn Trường. Mời tiếp Khánh Toàn đi. Khánh Toàn có những cái nhận xét gì không? Dạ, anh Lê Sê, cái podcast xin chào mọi người. Thì có thấy là nói chung là cũng tốt tốt từng rồi, nhưng mà cảm thấy là duy nhất có một chỗ mà không phép nào thẳng quanh được thì đó thầy nước nó là không được. Nãy giờ cười, nếu mà ông Minh nói chuyện là nãy giờ tôi cười ngắt rồi này, là chưa thấy chỗ mà thầy nước của mình thì mình thấy gì thôi, còn ông Minh thì ông cảm xúc hơn từng rồi, tưởng là ông khô lắm ai giờ ông cũng trang hộp phết đấy. Dạ thôi thì nó kém xin rút. Ok, cảm ơn Toàn. Nhờ Minh nó nhập vô vai của ông Dung mà Toàn thấy được những cái góc cạnh khác của Minh không? Rồi, mời quý vị khác. Mời quý vị khác. Thấy cái ý kiến của bé ba rồi ha? Thầy Dũng thấy làm sao? Tôi có hai cái ý mà tôi có gửi lên á, tôi thấy các bạn có khai thác được hai cái ý đó. Mà lần trước á, mình cũng nói rồi, nhân cái kịch ứng tác thì mình muốn xem coi người ta nghĩ về mình ra sao, như thế nào. Thì thấy cái dụng ý đó mình sử dụng được triệt để. Rồi đến được cái ý thứ hai, cái lúc mà tôi có comment được là cái tự vấn đó, thì tôi thấy là tiếp tục lên được tới cái mức độ thứ hai. Tức là mình suy xét lại những cái gì mình làm á, mà mình muốn nghe xem một cái ý kiến của cái người khác, họ nhìn về cái sự tự làm của mình như thế nào, là nó có ổn không, nó có một cái chiều kích nào khác không. Và ở đây là mình nhìn ở những cái phương diện khác nhau. Thì tôi thấy lên được tới cái mức độ đó thì rất là tuyệt vời và rất là cần thiết trong kịch ứng tác, mình phải lên tới cái mức độ đó. À, đó là cái thấy tôi xong cái vở kịch này. Cảm ơn thầy Dũng rất nhiều. Thú thiệt với quý vị á, là trước khi tôi làm kịch ứng tác ở trung tâm là tôi đã làm thử cho sinh viên của tôi ở các cái lớp rồi. Và thực ra cái kịch ứng tác á, là nó là một cái hoạt động cho những cái cộng đồng rất là mở luôn á. Anh có thể rảnh vào cái giờ đó, anh thích cái nhóm đó và anh đang có những cái vấn đề anh cần phải giải tỏ căng thẳng đồ này kia đó, thì anh vô cái nhóm đó để anh ứng tác. Và thông thường là người ta làm theo những cái kiểu nó khá là nặc danh, tứ phương về để mà làm cái kịch. Khám phá ra được cái chịu kích. Trời ơi, mình có cái quan sát, cái chất liệu, cái hiểu biết, và mình có cái sự để ý, mình ứng tác nó xịn sò vô cùng quý vị ơi. Và nó rất cần thiết cho mình luôn quý vị ơi. Và tôi cũng đồng ý với thầy Dũng là hôm nay có hai cái chiều kích đó. Rõ ràng là Minh với lại Dung, khi các bạn nhập vai lẫn nhau, các bạn có cái sự cố gắng và các bạn bước đi được những cái bước nó xa hơn như thế. Tôi đơn cử một số các cái chi tiết ở vài cái thời điểm nha. Chẳng hạn như đến cái lúc mà Minh á, nó ngập ngừng, nó thốt ra lời là ơ thì... Thì quý vị ai cũng có thể nhận ra được cái sự bối rối cái chỗ đó. Nếu như là một cái người duy lý á, mà nếu như mà Minh điều kích ở cái cuộc sống thông thường á, không có cái điều kiện để mà Minh nó nhìn lại đó,
là Minh nó đi luôn rồi. Minh nó không có dừng lại để mà nó ơ ơ thì đồ này nọ đâu. À, nhưng mà ở chỗ đó nó cho phép nó dừng lại và có cái sự ơ thì. Nghĩa là sao? Tự suy ngẫm lại cái cách ứng xử, cái cách tiếp cận vấn đề của chính mình. À, rồi bắt đầu Minh nó cũng cho Minh thiệt đó nha, nó cũng cho Dung phải suy nghĩ lại. À, khi mà Dung nó nhập vai vào Minh, tức là ở ngay cái chỗ mà Minh nó hỏi vậy chứ, có một cái cách nào không Dung, có một cái cách nào mà để cho nó tình cảm, cho nó gần gũi với con gái hơn không? Trời ơi, cái bắt đầu cái nó hỏi lại một câu nghe nhức nách liền. Hỏi đúng người chưa? Có thấy tôi là tình cảm như vậy được không mà đem đi hỏi? Đi hỏi tôi. À, rồi một chút nữa, Minh nó lại tự vấn. Là Minh hỏi rồi đó, Dung nói theo cái chiều kích mà tình cảm hơn rồi đó. À, là cần phải đi chơi, cần phải tiếp xúc với các cái mối quan hệ, những cái vấn đề của con em mình đó. À, phải gần gũi hơn chút đó. Cái bắt đầu lại hỏi thêm một cái câu sắp ốc nữa. Có cách rồi đó, cách tình cảm như thế đó, gần gũi như thế đó, đầu tư như thế đó, nhắm làm nổi không? Trời ơi, nhắm làm nổi không? Đó, thì thấy Minh với Dung khi mà các bạn nhập vai á, các bạn không có cái sự kiêng dè đó, và dần dần các bạn hỏi vô được những cái câu hỏi mà làm cho cái đối phương của mình, cái nhân vật thiệt của mình á, phải nhức nhối, phải có cái sự suy ngẫm. Rồi cũng rất là thích ở ngay cái đoạn mà Dung nó phân định ra mục đích là khác và cách thức là khác. Nói tôi rõ cái mục đích rồi, tôi muốn cho em tôi tốt hơn vậy đó, tôi thấy cái tình trạng như vậy đó, cái tới hồi chuyển qua nói tôi có cái mục đích rồi, tìm cho tôi cái cách đi, chỉ cho tôi cái hướng đi. Mà cuối cùng mới lòi ra là cái mục đích nó không có vững. Khi mình làm mình không nhớ cái mục đích của mình, mình chỉ nhớ cái chuyện là mình nói làm sao cho người ta theo mình thôi. Mình chỉ nhớ cái chuyện là mình nói làm sao để mà tỏ cái vai vế làm ăn của mình thôi. Đó, thì có những cái ngóc ngách đó lộ ra, à, và rất là thú vị luôn. À, cô thì cô không có kỳ vọng là đi đến một cái phương án nó tốt đẹp và nó tối ưu nhất giống như cái cách của ký chào đợi, mà nội cái quá trình mà các bạn đi vô như vậy là ta nói chứ nó vỡ vụn ra nhiều thứ rồi không? Vậy thì bây giờ muốn nghe từ cái người trong cuộc, à, hai cái bạn đã nhập vai vừa nãy, Minh với Dung, à, các bạn thấy sao? À, để con nói trước cô. Thì con thấy rõ ràng là tuần này thì đỡ đỡ cái việc mà không kiềm chế được hơn tuần trước. Trước khi mà phát ra cái câu thoại gì thì cũng có suy nghĩ lại là nó có phù hợp với cái người mà mình đang đóng vai không. Và tất nhiên là cũng bám sát cái chủ đề. Tuy nhiên thì đúng là ở đây mình không có đề cao cái mục đích là tìm ra cái hướng giải quyết tối ưu chỉ để cho cái vấn đề. Tại vì trong 5-7 phút mà để đóng kịch nhau mà để tìm ra thì cũng rất là khó mà. Quan trọng là qua đó cái mình biết được nhiều thứ hơn về cái tính tình của mình qua cái con mắt của người khác. Rồi cũng học được thế này thế kia. Thì dạ có cái sự tiến bộ và con thấy là có lẽ là sau này thì mình sẽ học được cái cách giao tiếp của nhiều người hơn qua nhiều cái lần đóng vai vậy, thì mình sẽ có nhiều cái chất liệu hơn để mà trong cái việc giao tiếp bình thường với người khác. Những cái lần mà Dung nó cất lên cái câu hỏi từ cái vai của Minh đó, tôi nói trời ơi sao mà nó giống, trời ơi sao mà nó giống, tức là bạn có cái sự cố gắng nhiều lắm luôn rồi đó quý vị. Rồi xin mời Minh ha. Cái phần này thì con nghĩ là
Con không biết là con có làm vui cho được mọi người không, nhưng mà con thấy cái mà con thấy được qua cái này cho con thì nó rất là nhiều. Thì sự là nói chung là cái này nó cũng khá là sức mướt. Cái chuyện mà cố gắng đi về với nhỏ em mình thì nó cũng khá là sức mướt, cũng nói chung là cái khổ ở trong người mình, mà mình muốn làm nhiều điều cho nó nhưng mà mình không biết nên bắt đầu từ đâu hết. Thì qua cái hôm nay khi mà mình đi ra khỏi cái vai mà mình cứ phải cân nhắc về cái đó, mà mình đứng thử cái vị trí bên ngoài mà cái người cố gắng đưa cái giải pháp cho mình. Thực ra bình thường khi mà suy nghĩ thì cũng cố làm cái điều đó nhưng mà hoàn toàn không được, không có thoát ra được cái người của mình. Khi mà mình làm cái điều khác, cái mình nhìn lại mình thấy tự nhiên cái nó sáng tỏ, không biết nói sao, nhưng mà tự nhiên thấy mình chọn cái lối đi mà về giáo dục thì đúng rồi. Nhưng mà còn những cái nguyên nhân nó sâu xa hơn, giống như hồi nãy cái chuyện mà con nói là cái chuyện mà con nói là đi đâu đã, đi đâu học đâu xong về về đời đâu, hay là thực ra cái đó cũng là cảm xúc của con của con khi mà ai đó làm gì đó với con, hay là con cũng nghĩ là em con sẽ nghĩ như vậy. Hoặc là cái chuyện anh thì anh giỏi rồi thì anh thi đậu y, anh thấy nó giỏi thì anh dạy tôi, thì có nghĩa là anh thấy tôi dở thì anh dạy tôi. Thì mà cái chuyện mình thấy với lại cái chuyện là mình ít từ trước tới giờ, nhỏ em mình cũng nhiêu năm nhiêu tuổi ta, lớp 10 ha, là cũng cũng lớn lớn tuổi rồi, mà cái thời gian mình gặp nó thì nó cũng không có bao nhiêu, tại vì con thì từ nhỏ tới lớn thì đa số ở nội chú ngoại chú rồi ở một cái địa điểm khác tỉnh so với nó luôn, và kể cả so với gia đình luôn, cho nên là có những cái mặc dù là anh em ruột thịt ngồi lại nói chuyện thì vui lắm, nhưng nếu mà nói những chuyện bên ngoài thôi, nhưng mà vô cái chuyện mà mình cố gắng mình định hướng cho nó thì nó là một cái câu chuyện hoàn toàn khác. Tại vì mình nói là mình phải làm mà sao thì có một cái cơ hội mình nhìn lại thì rất là quý. À với nhập giai Dung cũng vui nhập giai Dung cũng rất là vui. Còn cái nãy Toàn có nói một cái điểm là không ngờ anh Minh giang hồ vậy hả. Còn nhiều cái không ngờ lắm. Thì ra là nếu mà gặp cách đây một năm thì chắc là không nhìn ra đâu, thật sự không nhìn ra đâu. Ok, cảm ơn cái phần chia sẻ của Dung với lại của mình. Tình huống này, cái ấn tác này ổn áp hả quý vị ha? Còn ai còn cái điều chi cần chia sẻ nữa không? Trước khi mà mình qua cái tình huống tiếp theo cũng gay cấn lắm mà, nhưng mà nó không có đến nỗi rối lắm đâu. Kỳ này là dễ hiểu không nè, nhưng không có dễ ứng tác đâu. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi. Tình huống thứ hai thì nó sẽ hơi khác một chút xíu. Tôi cũng cần hai tình nguyện viên. Bạn nào? Rồi chưa? Kỳ này thì đã kịp rồi. Còn bạn khác nữa. Hồi nãy thấy Huỳnh có vô rồi nhảy rớt ra là hả ta? Thêm một bạn khác nữa. Alo.
Nhiều lúc các bạn chắc cũng không có sẵn sàng để vỡ ra nhiều thứ giống như mình như Dung. Toàn đúng không? Tình huống thứ hai này là Trương với Toàn đúng không? Ok. Biết tôi có cho giữ nguyên cái vai là cùng cùng tuổi đó không, mà nói là cùng tuổi em đã bị dụ rồi. Rồi. Rồi, ok. Tình huống là bạn Toàn sẽ vào vai của thầy Dũng ấy, và bạn Ký sẽ vào vai của bạn Toàn. À, thầy Dũng vui lòng nhắn lên ba cái đặc điểm của thầy Dũng nha, phòng trừ trường hợp mà học viên của thầy không có hiểu thầy đó, thầy vui lòng nhắn lên ba đặc điểm nha. Rồi Toàn vui lòng nhắn lên ba cái đặc điểm để Ký nó hiểu, để nó nhập vai được nha Toàn. Chết thằng Ký rồi. Một cái đứa mà tao nói chứ di lý rồi nguyên tắc người người luôn, mà giờ vô vai của ông Toàn mà phải đối diện với thầy Dũng nữa, cũng phiên bản Toàn ha. Ý nha, à, xin lỗi, Toàn nhắn lên ba cái đặc điểm của Toàn và thầy Dũng nhắn lên ba đặc điểm của thầy Dũng. Còn chắc là con phải thay luôn cái xe BU đó ký rồi. Nhớ ráng nhập vai trung thành với nhân vật Toàn nha ký, chứ không phải mày nhập lên lỡ lưng lửng mày quạo quá cái mày chuyển về cái vai mày nha ký. Thầy Dũng hỏi Toàn là có cần không kìa. Rồi Toàn nói cần kìa. Thầy Dũng gõ lên đi. Mình đưa ra ba thôi, chứ có hồi người ta diễn người ta bung ra những cái tính chất khác nữa thì từ cái lúc đó thì mình mới biết đâu. Rồi, ok, đó là thầy Dũng đó. Mà cái đó đó, đù theo đi con. Ráng đù đi con. Rồi, Toàn nhắn lên ba cái đặc điểm chào ký đi con. Rồi ba đặc điểm ha: quá khứ từng quạo, sự kiên nhẫn chưa cao và hơi quạo, thề hước hay quá thân thành. Trời ơi ký ơi, con đã biết được những đặc điểm của cái bài của con chưa? Ok rồi, tình huống của mình là sau bao nhiêu năm, sau bao nhiêu tháng đi, cho nó thực tế không? Sau bao nhiêu tháng thì Khánh Toàn hôm nay đã khác với Khánh Toàn ngày xưa. Khánh Toàn hôm nay đã quạo hơn, nhưng vẫn còn quạo. Và một ngày đẹp trời, Khánh Toàn tìm đến thầy Dũng. Và Khánh Toàn chia sẻ một cái chuyện Khánh Toàn rất quạo. Là Khánh Toàn tìm cách để mà khuyên, để mà nói cho mấy con mẹ bạn của Khánh Toàn từng học tài năng mà mấy con mẹ bạn của Khánh Toàn không nghe. Khánh Toàn quạo. Và Khánh Toàn cho rằng cái quạo này là cái quạo chính đáng. Và Khánh Toàn đem tới Khánh Toàn hỏi thầy Dũng. Khánh Toàn Chương và thầy Dũng Toàn đã sẵn sàng chưa? Vô tình huống được chưa? 80%. Ok. Rồi.
cho tình huống của Khánh Toàn và thầy Dũng bắt đầu. Thầy, thầy Dũng không? Sao? Nói thầy nghe. À, thầy nhắn buồn không? Ừ, sao? Kể coi coi. Giờ nó lưu lạc đâu rồi đó. Mà nói chung là con học chung lớp với nó nè. Trời ơi, nó là lớp trưởng mà con thấy con tức cái bụng á. Giờ kể từ cái ngày mà nó không có học tài năng, tao nói đó nghe nó tệ. Tệ quá trời tệ luôn. Mà giữ cái chuyện con là cái nó mà con chịu không nổi luôn thầy. Trời, thầy biết là nó chỉ đạo người này người kia. Rồi nó làm những điều mà nó không có một cái một cái lý lẽ gì hết. Mà tụi con là con có đang học tài năng đó. Chứ con cọc nó, con nhìn con ngứa con mắt đó. Con muốn muốn bắn nó lên cái sầu quả liền vậy đó. Mà con cũng biết là học vậy thì làm vậy thì mình mệt thôi, nhưng mà con thấy con không có biết cách giải quyết làm sao hết trơn. Giờ con hỏi thầy chỉ con xíu được không? Thầy con nói chuyện hết chưa? Nói rồi đó, thì cũng khuyên nó rồi. Thì khuyên nó rồi mà nó không nghe nên mới bực mới đem về đây nói thì nghe nè. Thì nó ngu nó chết thôi, con gì đâu con lo á, đời nó không chịu thôi. Nó chịu lo thôi, bắt chịu lo cho đời nấu á. Nhưng mà cái vấn đề á là con phải học chung với nó còn phải 2 năm rưỡi còn lại lận. Chứ đâu phải là con hết gặp nó là hết vậy luôn đâu, không có tách ly với nó luôn đâu. Con còn phải gặp nó mỗi ngày, con đi học chung với nó nữa. Mà con cứ nhìn mặt nó là con bực bội cho người hả? Đầu tiên thì nói con nghe. Đầu tiên con quạo là ai con sai vậy đó. Không bao nhiêu lần con nói con bớt quạo mà đến nay con quạo mấy con. Có được. Mình phải có quả đi, mình mới có thể đi cứu giúp người ta. Con hiểu chưa? Chờ, còn nó đại mẹ. Giờ nó bất thiện quá thì giờ con chỉ nó từ từ. Con chỉ nó từ từ đi, mà con nói một ngày rồi nó nghe liền ha. Con để từ từ. Thì nói chung con cũng đi quả là sai, nhưng mà thầy biết đó, gian sơn dễ đổi, bản tính khó dời, hết con xưa nó dị rồi. Thế mà tới giờ thì con cũng ghét con Phạm, nhưng mà thầy biết sao không, là tại vì á chuyện là lần trước á là con làm cái kế hoạch cho cái buổi chào đón tân sinh viên, xong rồi cái phường nó vô nó sửa. Con ngoài nó sửa xong cái nó thay đổi hết luôn. Nói chung là mục đích của con rồi, con thấy con nó thấy nó cũng tốt lành cho các bạn lắm. Xong rồi cái con cũng muốn làm được những cái điều tốt đó cho những bạn của con chứ bộ. Mà không hiểu sao cái nó lấy cái vai trò là đất trưởng, cái nó sửa hết mọi thứ lại. Xong rồi cái cuối cùng thì con không muốn đạt được cái mục đích của con. Rồi cuối cùng cái mấy bạn cũng xung quanh cũng không có nhận được những cái nhiều sự lợi ích như con dự tính ban đầu. Đó. Rồi cái thầy coi con vậy rồi sao con chịu nổi. Mình phải biết đó, con là con bực bội thêm những cái vụ khác nữa, mà vụ này là nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái vai trò con trong lớp luôn, là lớp phó trong thể nữa. Trời ơi, con đâu có ưng cái bụng được cái chuyện này. Con đọc con cái gì sửa gì chưa? Con đọc con chứ. Thầy... Mà giờ thầy chỉ con từng cách được không? Chỉ con cái làm sao giờ để con mà con gần gũi nó hơn, hoặc là con đi sửa từ từ, hoặc là con thích nghi được với kiểu đó của nó không? Chứ con là con không biết. Trời đất ơi, có gì đâu. Hồi hổng con đã thích tình rồi đó. Cái kiên nhẫn con đâu, con thích tình gì có sự kiên nhẫn của con, giờ con không xài được gì vậy. Đó, rồi cái vụ mà sửa mà cái hoạch của con thì giờ coi coi nó sửa cái gì. Là bộ con nghĩ là mình đã kế hoạch thành nó tốt rồi ha, đúng không nè? Con nó sửa cái gì rồi, mục đích nó sửa là tại sao nó sửa cái đó, đúng không? Cái gì này rồi, cái gì đó quạo thì quá, sửa rồi mà để quạo lại khổ lắm nha con. Ủa thầy còn nói gì thêm nữa không? Sao?
thì ra muốn nghe thức mà chứ là con là con biết rồi, con về con gắng làm vậy. Nhưng mà con nói thầy biết cái nha, là con nói thì trước luôn nha, là không phải con làm là thành công đâu, nhưng mà con cũng phải gán con thực tập chứ, cho nên thầy cũng ghé thầy để ý con giùm con, cái mỗi lần mà con quạo lên á thầy coi bớt bớt nhắc nhắc giùm con cái nha. Thầy tán đầu quá hả? Hay sao? Thầy nhắc con chứ, thầy tán vô đầu con là thầy không phải thầy Dũng rồi, thầy Dũng là chỉ bắt nạt người khác bằng ngôn từ thôi, chứ thầy Dũng không có dùng bạo lực vũ trang như vậy đâu. Con mà là team rocket á là con sẽ hóa thân thành những cái người đại diện cho những cái tổ chức đen tối của thế giới, là con nghỉ chơi thì luôn đó. Trời ơi, trong cổ mồm luôn, không nghe nó hóa thân hình những nhân vật phản diện giữ được hòa bình thế giới hả con? Nhưng mà con mới ngây ngất lòng người tới như vậy. Trời ơi, con không nghe ngất lòng người, sao con đi làm? Sao con làm mốt con đi làm giống như nó con? Bây giờ con là động viên của phòng mét tái, con mốt mà con mà đi tương tác là con quả người ta. Đố nào, hàng nào vô tọa đàm con ơi, đừng có vậy, nha. Sao sáng gọi chưa kịp chưa? Sáng thì có sáng rồi đó Hỏi nhưng mà giờ chưa? không biết là giờ con hỏi thêm một ca nó được không, Hỏi đi, con hỏi thêm chuyện một khác ca mà được cứ không? nói đi. Cái ca này hồi xưa cũng hứa là đồng hành với con á, thì nhớ ai không? Cái ca này hồi xưa tha hứa là đồng hành với con nè, rồi Bộ con mà tự cùng nhớ con phát đi. triển các kiểu bồ con luôn hả? Thầy biết bồ con là thầy cũng biết ai rồi đúng không? Chờ an tâm chứ ai. Thầy á, chắc dạo này thầy cũng có gặp nó mà đúng không? Có đúng rồi, tầng tầng kinh tế đó thầy nhớ không? Thầy nhớ cái bạn tầng kinh tế không, cái bạn mà hay vô ngã đó bạn. Thầy nhớ em bé Rồi bạn. Mặc dù nó học bổ trợ vậy chứ thầy, thầy thấy nó vậy chứ không phải vậy đâu thầy, ghê lắm. Là thầy Dũng cười làm con sợ quá à. cái giọng cười em nó hơi bị ác đó mọi người. Đó thì Tân đó thầy, thầy trong lớp á nó hay chọc con lắm, nó hay chọc cho con tức điên lên không, mà con không biết là cái con người nó vậy thiệt hay không á, nó thích chọc cho chửi chơi, nó làm nó kiếm chuyện cho con chửi không à, mà mỗi lần mình nói chung là con cũng cố gắng con né nó dữ lắm rồi, con cũng cố gắng né nó lắm rồi mà sao không hiểu sao nó giống như nó cố tình nó làm con bực bội đó, rồi vậy rồi với cái quỷ đó rồi con làm sao. Thì cũng chọc lên đi. Trời ơi, Trời cái tính trời, con sao nó chọc với không nó là lo con làm nó có cho. ngại. Con chọc nó cho nó quên cái gì muốn không nói được hòa. Con nói, con đứng đây con nói với nó là con không thích gì nữa. Chứ mẹ con ngại sân hận mà sao đi làm gì việc lớn con. Chịu không? Mà chồng nó lại gì à? Nói chung là chồng á Thôi. thì thường là con cũng hay cự lộn với nó lắm rồi đó, mà giờ con chồng nó Thôi, nữa hả? giờ này nếu mà con không thích chọc thì con nói rõ với nó đi, con không thích mày nha, tao không thích mày chọc tao chứ sao mà. Nói rõ với nó một cái Mà đi nãy thì con có đừng nói làm là gì làm, mà nó còn nó có biết con không thích bị chọc không? nói chung là con cũng tự thấy rất là bực bội mệt mỏi trong người, nhưng mà nói chung có cái nết quạo con này nó làm con khổ ghê vậy đó. Cố đi đâu đi con, chứ nói đâu được gì đâu con. Người ta đi làm thôi chứ sao giờ đúng không thầy? Đúng rồi, ăn kiến đâu ăn Dạ kiến nhà cảm con ơn được thầy. không ơi. Rồi, ok, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Trước khi đến cái phần nhìn nhận của thầy Dũng phiên bản toàn thì tôi muốn nghe cái phần nhận xét của bạn toàn khi bạn ký nhập vai của bạn. Bạn thấy làm sao?
Nói chung mà cái chỗ mà con khá thân mình cái lúc khác á, không phải là cái chỗ mà nó thấy đi vô cái chị Phương đó, thì mình rồi con lấy câu thoại của họ luôn vậy đó, để con kiểu ứng tác cho cái nó hài hước bé á, ở chỗ đó. Còn cái vụ mà người ta lấy chọc con quạo á thì chơi vẫn còn, nhưng mà không có tới nỗi là quạo tới mức là phải đem vô đây mà kể tới nỗi đâu. Trời ơi, tôi giờ tôi khác đâu bà. Tôi giờ kiểu như mà nó thấy thấy nó không được là chửi liền nó luôn, chứ không có đe là không có mà quạo rồi sáng ấm ướt đồng đâu, tôi chửi liền lúc đó. Còn thường thôi phải nói có y chang vậy đó, thì lên tôi cũng hơi quạo thì chỗ đó giờ mà là thành giống y chang đó. Nếu mà tôi gặp cái trường hợp vậy tôi cũng đem dùng với anh đó, thì cái đó là cái sự nhìn nhận đó. Mà như hiếu cái chỗ đang gian gian hồn nha, hiếu cái chỗ gian hồn của tôi đó. Rồi, ok. Cảm ơn cái phần cập nhật và cái phần chỉ ra cái điểm thiếu khi mà ký nhập giai toàn. Rồi, bây giờ mời cái phần chia sẻ của thầy Dũng. Một cái phiên bản thầy Dũng từ phía của Khánh Toàn mà từ hồi mới có cái lên mà ta nghe nói là có cái mùi rồi. Mà không biết cái mùi đó nó có lưu được lâu không? Thầy Dũng thấy làm sao? Cảm ơn cái phần nhập vai của Toàn. À, quả thật là Toàn có để ý cái cách nói, cái cách sử dụng ngôn từ của thầy, cho nên là khi mà tái hiện trở lại thì mọi người sẽ thấy ra được cái đó liền, mọi người phát giác ra liền. Cái này nè, cái này ổng hay dùng nè, cái này ổng hay nói nè, vân vân, thì Toàn có để ý cái đó. Và khi mà Toàn có cái để ý cái đó thì mới sử dụng được vô trong cái tình huống này. Còn những cái, dĩ nhiên có những cái mảnh nhân cách riêng của Toàn thì nó sẽ phải hiện lên trên trong cái vở kịch thôi, không khác được. Rồi cái cách mà xử lý tình huống á, thì tức là Toàn Toàn sẽ xử lý theo những cái gì mà Toàn đã có, tại vì cái này Toàn không thể lấy được của người khác để mà xử lý vấn đề, nhưng mà lấy được cái phong cách bên ngoài để xử lý cái vấn đề thì cái đó nó rất là tuyệt vời. Và phải có một cái sự để ý rất là tốt thì mới làm được như vậy. Thì rất là ghi nhận cái chỗ này của Toàn, ổn nhập vai như vậy. Về cái mặt phong cách bình diện bên ngoài là xem như ổn đó. Đúng rồi, tại vì cái vấn đề này có xảy ra rồi, tức là Toàn có hỏi rồi, có lượng giá rồi, cho nên thành ra cái phần ký ức nó vẫn còn, nó không có bị mai một nhiều lắm về cái phong cách xử lý vấn đề. Ok. Có những cái điểm rất là quan trọng mà ổng cất cái tiếng nói lên là chỉ có nghe mùi của thầy Dũng thôi chứ không có ai khác hết trơn á, là con làm vậy rồi sau này con sao mà con làm cái chuyện lớn được. Rồi con biết cái đó là nó không có thiện rồi thì con đi sửa đi. Trời ơi, không thể lẫn vô đâu được, không có cù cưa cù cưa vậy đó, làm đi cưng. Và cũng có một cái chi tiết hồi nãy cô Tuyền cũng có nghe ra được là Toàn nó có cái sự cố gắng để nó liên kết không chỉ những cái ký ức mà nó đã từng được nghe, đã từng được thầy Dũng chỉ cho cái cách sửa ở những cái lỗi đó, mà còn liên kết được tương lai làm cộng tác bên phòng đi tương tác với người ta vậy cho mà chết à. Thì có cái sự liên kết đó đó thêm nữa. Cô Tiền thì cô Tiền thấy làm sao? Thấy làm sao cả từ phía của ký lẫn phía của Toàn khi mà nhập vai như vậy? Em thấy là Toàn biết Toàn á, tại vì cũng luyện với Toàn nhiều, cũng tương đối với Toàn nhiều, nhưng không nghĩ là em vai lại nhanh như vậy. Với góc nhìn của em thì em thấy là với những cái gì của Toàn là khi mà nhập vai vào thầy Dũng mà rõ ràng là hai cái người là khác nhau rất rất nhiều, nhưng mà khi mà mới bắt đầu vào mà nghe được cái mùi ổn như vậy là thấy rất là hay rồi, không phải là có nhiều người làm được đâu.
Cho nên đó là không biết những cái lần trước thì như thế nào, mà mấy lần này em mới dự thôi thì em thấy là về cái khả năng vai của bạn Toàn này, xử lý tình huống này, với lại giống như nãy giờ mọi người nói á, là với những cái dữ liệu mà bạn Toàn có trước đó thì kiểu như là bạn Toàn sẽ không sử dụng được nó, chứ không phải là mình nghe rồi xong khoảng thời gian cái mình bị quên. Cái điều đó là em thấy rất là cần thiết luôn, tại vì khi mà mình họp, khi mà mình lượng giá thì cái điều đó là cái điều cần thiết để mình còn động lại và mình sử dụng cho mình được. Cho nên là cái đó là cái rất là hay mà có thể học được ở cái chỗ bằng toàn này. Còn ký hả? Ký thì ký tác động lên là em cứ cứ hình dung là cái mặt của ký rồi. Không thể nào cảm được bạn Toàn trong ký, tại vì cũng có làm việc với Toàn cho nên là hiểu cái tính cách của Toàn nè, nhưng mà ký đặc trưng quá, quá đặc trưng của ký cho nên là không thể nào mà liên liên kết được với cái tính cách của bạn Toàn, tại vì nói sao nhỉ, cái hình ảnh của ký nó to quá cho nên là hơi khó để thoát ra được, em cảm nhận là như vậy. Ok, rồi cũng đến một ngày nào đó có người nhập vai ký thôi, hay bây giờ mình muốn làm liền luôn, mình muốn làm liền luôn để mình thấy một người mà nhập vai ký thì nó sẽ trông như thế nào. Mình cũng còn cái thời gian đó. Công Nhi muốn thử không? Công Nhi muốn thử mà nhập vai anh thầy ký không? Thôi hả? Nè căng nhở. Quý vị còn những cái ý kiến gì về cái tình huống vừa rồi thì quý vị cứ cho biết ha. Còn không thì còn một chút thời gian mình có thể qua nhanh một cái tình huống tiếp theo liên quan đến bản ký. Ui mà cho cái tình huống nhập vai tiếp theo như vậy nó mới sốc nè, mà không biết là cái người được yêu cầu nhập vai người ta có chịu làm không. Tôi để cho ông thầy Dũng ông nhập vài ký. Thì chỉ có như thế tất cả những cái ngóc ngách mà gọi là ký thanh chương nó mới được lòi ra thôi. Thuận lợi cho đứa kia. Xử lý cái tình huống này đây. Tôi cần một người nhập vai ký và một người nhập vai Bảo Ngọc. Bảo Ngọc có muốn đổi vai giống như cái tình huống đầu không? Giờ con làm thầy ký thanh chương đi, rồi thầy ký thanh chương làm con, cái thầy ký thanh chương hành con, cái con xử lý thấy sao, hai bạn thấy sao? Hoặc là một người khác nhập vai ký cũng được. Sao quý vị? Người ta chưa có lên tiếng, cô đâu có dám hỏi đâu. Mất công người ta quéo cái người ta rớt ra nữa hả? Có ai muốn
nhập vai là bạn ký không? Để cho bạn ký có cơ hội để bạn ký nhìn lại mình không? Không, nếu nếu mà ký muốn thì ký có thể nhập vai Ngọc, còn nếu mà không thì con ngồi con coi thôi. Huỳnh hoặc là Minh, hai bạn có muốn nhập vai ký không? Tôi thấy trong các cái cuộc nói chuyện của quý vị cho thấy là quý vị cũng cũng có làm việc và có quan sát những cái đặc điểm của bạn ký nè. Cái gì có muốn thử không? Ok cô. Ok. Nãy giờ con nghiệm nghiệm coi là cái hình ảnh của ký trông con như thế nào. Rồi, vậy thì Minh sẽ vào vai ký ha. Vậy thì ký có muốn vào Gia Ngọc không? Hay là để một cái bạn khác? Bao nhiêu những cái gì mà con chất chứa bấy lâu nay đó ký. Vậy Ngọc đó, con có muốn bây giờ con thể hiện không? Này, vậy thì có bạn nào nhập vai bạn Bảo Ngọc không? Cô Tiền có muốn thử không? Để một lần được đối diện với bạn ký phiên bản khác và chửi bao nhiêu lần những cái lỗi đó của bà Ngọc thì bây giờ mình nhập vai bả coi nó làm sao. Vui à? Này vui à? Ok. Chết rồi, vậy là bây giờ mình mới có ký chứ mình chưa có ai vô cái vai Ngọc rồi. Mình đúng không? Có một cái lời đề nghị diễn viên trong cái vai này là con Kiều Huỳnh. Ổn áp không? Thử à? Ok. Rồi. Cũng tương tự như vậy. Bảo Ngọc con gõ lên ba cái đặc điểm đi Bảo Ngọc. Con gõ lên ba cái đặc điểm mà làm nên cái thương hiệu của Bảo Ngọc cái. Để cho chị Huỳnh nhập vô cái. Tương tự như vậy ký cũng gõ lên ba cái đặc điểm đi ký ơi. Để cho Minh nhập vai con cái. Mình nó dồn hết cái năng lượng để nó nhớ lại hình ảnh và cách xử lý của cái sao cả. Căng ghê chứ. Một diễn viên hết sức nghiêm túc chưa? Mình vẫn còn một cái kiểu ứng tác nữa. Nó xịn hơn nữa. Để cái buổi tiếp theo mình sẽ thử. Con cứ đưa theo các cái đặc điểm đi. Con muốn hướng vô trong cái tình huống này luôn cũng được. Lựa cái mảnh nhân cách đó hả? Ngọc con cũng nhắn lên cho chị Quỳnh biết nha Ngọc. Hy vọng là những cái chất liệu gì quý vị lụm được từ đầu giờ cho đến bây giờ qua các cái tình huống quý vị bỏ nó vô trong kho, quý vị tạm thời quý vị khóa nó lại nghe. Để sau cái buổi này mình còn mở cái kho ra mình suy ngẫm tiếp. Rồi, ba cái đặc điểm của Bảo Ngọc và ba cái đặc điểm của Ký. Ồ, Ký cũng hay tấu hài hả bác? Con này cũng mới không?
Cái này chỉ xài riêng cho Ngọc quá. Rồi. Ok. Rồi, vậy thì đến cái phần ứng tác. Do cái tình huống liên quan đến bạn Ký và liên quan đến bạn Bảo Ngọc. À, tình huống của mình sẽ là còn nhiều chỗ có cả. Tình huống của mình sẽ là Bảo Ngọc nhờ thầy Ký sửa một cái sản phẩm truyền thông. À, ứng tác bắt đầu. Con muốn mở rộng ra, kết hợp thêm những cái hiểu biết của con về cái nhân vật mà con đang đóng vai cũng được nha Hoàng Hát. Yeah, ok, con cảm ơn con. Ok, mời các bạn. Anh Trường ơi, hôm nay em có một cái bài viết tương tác này nè. Mà em thấy là em chưa coi có viết tốt lắm á, anh có thể có viết cho em được không? Ok, em gửi qua đi. Bây giờ em sẽ gửi một ra cho anh. Em hiện tại em chưa có viết được tốt lắm. Thế là chương trình luôn chưa hoàn thành luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Vì sửa gì? Vì sửa gì? Ý là tại vì em chưa có cái ý tưởng để viết tốt lắm thì anh anh chưa có thể nói lớn hơn xíu được không? Ok. Là em cần gì? Em còn anh góp ý cái bài viết cho em. Có bài viết chưa? Hiện tại là em chưa có bài viết. Có ý tưởng chưa? Em có ý tưởng là sẽ viết một bài để nói về cái quá trình phát triển của bản thân em á. À, quá trình thay đổi quá trình thay đổi cái sự sa đọa để thăng tiến lên của em. Rồi sao? Thế là em muốn là em biết cái đó để làm gì? Em biết đăng Facebook chơi vậy thôi hả? Vậy thôi chứ cứ viết thôi, đâu gỡ đi làm gì? Không, cái này em thấy là viết cái này để làm cái bài viết marketing để truyền thông cho những cái khóa học á. Những khóa học hả? Đúng rồi. Rồi, ok. Mà hiện tại á, em đang bị mấy ý tưởng để viết những cái bài truyền thông như vậy để truyền thông cho lớp tài năng á. Thì anh chờ nói những cái bài rồi bây giờ là một lớp là sao? Là mấy lớp? Là em thấy là em có cái sự thay đổi nhẹ. Rồi em muốn viết bài để thứ nhất là chia sẻ, thứ hai là có cơ hội để chị ham đến với mọi người luôn. Chị ham cái những gì? Những cái kiến thức trong lớp tài năng á. Vậy là lớp tài năng đúng không? Dạ đúng rồi. Trời nói vậy đi, nói nhiều lớp quá, đâu có biết lớp nào đâu.
Cụ thể lớp tài năng, truyền thông lớp tài năng đúng không? Dạ, đúng rồi. Ok. Xảy ra nữa. Em có cái ý tưởng á là viết một cái bài nói về cái quá trình mà Rồi, hay nghe rồi, học. nghe rồi. Rồi, ok. Cảm ơn quý vị nhiều. Tôi không muốn đấm đá thêm để cho hồn ký nó bị ghét đâu trong phiên bản của Xin lỗi mọi người. mình. Từ nãy giờ có nhiều người nói con ác lắm đó. Ký ơi. Mời quý vị những cái nhận xét cho cái phần vấn thác vừa rồi. Đúng rồi, ta nói chứ nó rạch cái mùi của bà Quỳnh luôn á. Bà Ngọc á, là bà sẽ tìm cách, bà sẽ nhăn nhổ rồi bà sẽ cụ cưa lắm đó, chứ không phải mà không phải là như mình đâu. Vậy thì tôi hỏi nha, tôi hỏi các ý kiến của tế ba nè, của Dung nè, con thấy cái hình ảnh của ký mà nó lộn lộn ra qua cái phiên bản của mình trong cái cách xử lý vấn vấn đề đó, sao mà hai đứa lại suy nghĩ theo kiểu vậy? Đứa thì sợ, đứa thì nó là bye bye. Cái sự xác minh lại từ con kìa ký ơi. Từ con này gì đó. Rồi, xin mời Dung. Chị nói ác đó là ác cái phiên bản ký của mình đó. Tại vì con thấy bình thường anh Dương cũng thiệt, nhưng mà không có cái nỗi là chẳng anh chết thì tan vậy. Cái này thì lại nghiêm khắc quá, đặc biệt là đối với một học nữa cũng nhỏ thì mà hỏi mà cảm động vậy thì mà người ta nghe nói thì người ta sợ. Cái đó thì không có có giống lắm, với cái chỗ mà tấu hàng nãy là anh có nói là đối với Bảo Ngọc đó, thì anh sẽ tốt hơn là bình thường, thì con nghĩ là cái chỗ đó nó hơi cứng quá với Bảo Ngọc. Rồi, vậy là Minh đã lựa cái mảng nhân cách nó bị nhầm chút xíu rồi. Minh vừa nãy mà nhập vô ký là chỉ với thằng Lợn thôi, chỉ với thằng Lộc thôi, còn với Ngọc là nó khác một chút. Ok. Tao nói xíu hả cô? Rồi, xin mời ký. Thì thường thì đúng là con hay hỏi giống vậy đó. Nói chung là con cũng rất là khó chịu khi mà không có cái gì cho mình đưa cái sập sàm, nó sập sàm mới chịu đậu. Nhưng mà nói chung là đầu tiên là con sẽ trả hàng trước, trả hàng rồi làm xong đi rồi nói gì xong rồi quay lại, chứ chứ không phải nhăn nhó một thời khoảng thời gian nó bị đau như vậy, mà nhăn nhó đến cấp độ mà chửi vô mặt luôn á, là biết lận lận là chửi từ trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm, thì nói chung là nó cũng quen rồi, và nó có nói là nó muốn ghét con luôn nè. Hay hồi cái lần đáp đền á, thì tức là đối với Bảo Ngọc ấy, thì mọi người thấy là Bảo Ngọc nó cũng không phải quá cứng rắn, thì nói hồi là bển là nó dạy tử, bển là nó các kiểu nữa, cho nên thường thì nhắn tin với Bảo Ngọc là con đỡ chửi hơn. Với lại khi Bảo Ngọc nhờ con duyệt một cái gì đó đó, ví dụ nãy tình huống đặt ra là duyệt một cái sản phẩm truyền thông đi chẳng hạn, thì thường thì Bảo Ngọc nó hay gửi đi gửi lại rất là nhiều lần, mặc dù chưa có không có thời gian để duyệt, nó nhắc từng 8 triệu một ngày, trời đất ơi.
Thì nói chung là cũng cũng không phải là nói gì nó sao, mà nói chung là nó nhắc nhiều vậy thì mình mới nhớ rồi mình đi việc cho em nó nhanh được một xíu, rồi mình cũng gấp rút được hơn với công việc khác của mình. Thì cái đặc tính của Bảo Ngọc đó là hay ngay, trong cái việc học cũng vậy nữa, Bảo Ngọc hỏi bài cũng như vậy nữa, chứ phải trong việc sửa sản phẩm không thì cũng rất là, nói chung là phải thảo cho bằng được, làm mọi thứ cho bằng được. Nói chung là mặc dù nói chung là nhờ cái thái độ được thôi, chứ cái cách thức thì không có được đó. Nói chung Bảo Ngọc là rất là ổn ở cái chỗ là có một cái thái độ cầu tiến và rất là nhanh nhẹn trong cái việc đó. Còn Quỳnh hồi nãy là rất là Quỳnh thiệt sự, dẫn thành một cái màu rất là chậm, một cái màu rất là như một cái con rùa bị rút đầu vậy đó, vì cái là đút xuống vậy nè đó. Cho nên Quỳnh thì cũng phải học cái chỗ đó của Bảo Ngọc em. Dạ ok. Ok, cảm ơn Ký nhiều ha. Rồi, quý vị mà không còn cái ý kiến gì nữa thì bữa nay mình tới đây thôi. Một cái hướng ứng tác khác nữa thì hẹn quý vị sau 2 tuần nữa mình gặp lại. Hy vọng là bé Ba và Mỹ Nhung đã có cái chút điều chỉnh về cái cách mà hiểu về cái trong một cái tình huống đơn lẻ như thế. Đừng có ghét em đó mà tội. Cảm ơn mọi người nhiều ha. Hy vọng là mình càng ngày mình càng lên trình không. Hẹn gặp lại quý vị trong 2 tuần nữa. Ráng có thêm nhiều cái chất liệu không? Mình vô mình diễn cho nó mượt, mình học cho nó nhiều. Ok, tạm biệt mọi người ha.